ông Trump dẫn trước bà Harris trong một số vấn đề trọng yếu. Đảng Dân Chủ bị giảm tỷ lệ ủng hộ ở nhóm cử tri gốc Latin. Những lo lắng của cử tri Mỹ về Harris và ông Trump. Ông Trump dẫn trước bà Harris trong một số vấn đề trọng yếu. Theo kết quả khảo sát mới nhất ngay trước thềm bầu cử, bên cạnh việc săn bằng khoảng cách với ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris tại 7 bang chiến trường quan trọng, ông Trump đang nhận được sự ủng hộ của các cử tri trong những vấn đề mang tính trọng yếu có thể quyết định kết quả bầu cử năm nay. Kết quả khảo sát do Wall Street Journal công bố ngày 11 tháng 10 cho thấy, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang bám sát nhau ở 7 bang chiến trường. Khảo sát tiến hành từ ngày 28 tháng 9 đến mùng 8 tháng 10 với 600 cử tri đăng ký tại mỗi bang, biên độ sai số 4 điểm phần trăm. Bà Harris dẫn trước ông Trump 2 điểm phần trăm ở Arizona, Georgia và Michigan, song lần lượt kém 6 và 1 điểm phần trăm ở bang Nevada và Pennsylvania. Hai ứng cử viên hòa nhau tại Bắc Carolina và Wisconsin. Khảo sát cũng cho thấy 50% cử tri tại các bang chiến trường tin tưởng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ xử lý chiến sự Ukraine tốt hơn so với bà Harris, trong khi chỉ 37% có nhận định ngược lại. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa cũng nhận được tỷ lệ ủng hộ 48% trong câu hỏi ai là người thích hợp để giải quyết xung đột ở giải Gaza giữa Israel và Hamas so với mức chỉ 33% của đối thủ Kamala Harris. Giới chuyên gia nhận định nguyên nhân cử tri tin tưởng ông Trump về vấn đề Ukraine và Gaza là vì thế giới không xảy ra xung đột nào với mức độ tương đương khi cựu Tổng thống Mỹ còn đương nhiệm. Một nhà thăm dò ý kiến của Đảng Cộng Hòa cho rằng thế giới bất ổn hơn trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, và nội bộ Đảng Dân Chủ cũng đang tranh cãi về vấn đề Israel-Hamas. Cựu Tổng thống Trump từng nhiều lần tuyên bố sẽ giải quyết xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi đắc cử, song không nêu chi tiết cách thức thực hiện. Cả Moscow và Kiev đều bày tỏ hoài nghi về phát ngôn này. Bên cạnh vấn đề giải quyết xung đột quốc tế Nga-Ukraine và giải Gaza, nhiều cử tri cũng bày tỏ sự ủng hộ ông Trump trong vấn đề nhập cư và kinh tế, trong khi bà Harris được tin là sẽ làm tốt hơn trong vấn đề nhà ở, chăm sóc y tế và quan tâm cử tri. Như vậy có thể thấy ông Trump đang có cơ hội rất lớn trong cuộc bầu cử năm nay khi được cử tri tin tưởng trong ba lĩnh vực quan trọng hàng đầu, bao gồm kinh tế, vấn đề nhập cư và xử lý khủng hoảng quốc tế. Kết quả khảo sát tại những bang chiến trường được cho là chỉ dấu quan trọng về cơ hội chiến thắng của ứng viên Tổng thống Mỹ. Nếu Phó Tổng thống Kamala Harris giành thắng lợi ở các bang mà bà dẫn trước ông Trump, trong cuộc thăm dò ở Wall Street Journal, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ sẽ thu được nhiều phiếu bầu đại cử tri hơn để trở thành người đứng đầu Nhà Trắng. Theo kết quả thăm dò được Reuters và Ipsos công bố, ông Trump và bà Harris đang bám đuổi sát sao trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, bà Kamala Harris có tỷ lệ ủng hộ 46%, cao hơn 3 điểm phần trăm so với đối thủ Donald Trump. Đảng Dân Chủ bị giảm tỷ lệ ủng hộ ở nhóm cử tri gốc Latin. Theo kết quả khảo sát được công bố hôm 13 tháng 10 của New York Times và Dow Jones, trong số 3 ứng viên tổng thống gần đây nhất của Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris giành được tỷ lệ ủng hộ thấp nhất từ nhóm cử tri gốc Latin. Năm 2018, 68% cử tri gốc Latin ủng hộ cử tri của Đảng Dân Chủ. Tỷ lệ này đã giảm xuống 62% vào năm 2020 và hiện nay chỉ là 56%. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ của nhóm cử tri này dành cho ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tăng lên trong những năm qua. Cựu Tổng thống Donald Trump giành được 28% tỷ lệ ủng hộ vào năm 2016, 36% vào năm 2020 và hiện tại là 37%. Trong suốt 3 chiến dịch tranh cử, ông Trump tập trung vào vấn đề nhập cư, cáo buộc người di cư xâm lược nước Mỹ và thường xuyên nhắm vào khu vực biên giới Mỹ-Mexico. Tuy nhiên, theo khảo sát của New York Times và đảo Siena, phần lớn người gốc Latin không cảm thấy ông Trump nhắm đến họ khi ông đề cập tới vấn đề người nhập cư. Những người gốc Mỹ Latin sinh ra tại Mỹ, chỉ 30% nghĩ ông Trump đang nói về họ và 67% đưa ra ý kiến ngược lại. Ở nhóm sinh ra bên ngoài nước Mỹ, 43% nghĩ rằng ông Trump nhắm đến họ và 51% không cho là như vậy. Hầu hết người tham gia khảo sát cho biết đã nghiêng hẳn về một ứng cử viên và họ có nhiều khả năng sẽ bỏ phiếu. Khoảng 7% chưa quyết định sẽ bầu cho ai. Khảo sát được tiến hành từ ngày 29 tháng 9 tới mùng 6 tháng 10 với 902 cử tri gốc Latin, khi cả hai chiến dịch tranh cử đều đang nỗ lực thu hút sự ủng hộ của những cử tri còn do dự. Phó Tổng thống Kamala Harris tuần trước đã tổ chức một loạt các sự kiện để nói về vấn đề nhập cư, kinh tế và quyền sinh sản nhằm thu hút các cử tri gốc Latin. Kết quả tổng hợp các cuộc khảo sát cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump 2,9 điểm phần trăm trên toàn quốc. Tại 7 bang chiến trường, hai bên bám đuổi sát sao. Phó Tổng thống có nhiều lợi thế hơn ở cử tri nữ, đặc biệt là phụ nữ da màu, song không được đa số cử tri nam da màu ủng hộ.
ngày càng nhiều cử tri nam da màu có xu hướng nghiêng về Đảng Cộng Hòa, ủng hộ ông Trump. Những lo lắng của cử tri Mỹ về Harris và ông Trump. Nhiều cử tri bang chiến trường Michigan cho biết họ sợ bà Harris không thể vực dậy nền kinh tế, trong khi số khác lại hoang mang với xu hướng cực đoan của ông Trump. Hầu hết cử tri Mỹ nói rằng động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy họ đi bỏ phiếu là kỳ vọng về những gì ứng cử viên có thể làm khi trở thành người đứng đầu Nhà Trắng. Nhưng trong nhiều cuộc bầu cử, cử tri cũng bị thúc đẩy bởi nỗi sợ về những gì ứng cử viên phe kia có thể làm nếu thắng cuộc. Điều này được coi là đặc biệt đúng trong cuộc bầu cử năm nay. Người ủng hộ ông Trump lo ngại về bà Harris. Họ cho rằng ứng cử viên Đảng Dân Chủ không thực sự vì người dân. Theo họ, bà Harris chỉ làm những gì tốt cho chính mình và nhóm tinh hoa của bà ấy. Theo những cử tri ủng hộ ông Trump, nền kinh tế của Mỹ đã chịu những tổn thất lớn và sẽ chỉ thiệt hại hơn nữa nếu bà Harris đắc cử. Với tư cách là phó tổng thống trong gần 4 năm qua, bà Harris đã có cơ hội giải quyết vấn đề lạm phát và thực hiện những hành động khác mà bà từng hứa hẹn nhưng vẫn chưa làm được nhiều. Bên cạnh đó, tác động của các vụ ám sát hụt nhằm vào ông Trump cũng là yếu tố khiến cử tri ủng hộ cựu tổng thống hơn. Lý do chính khiến họ không bỏ phiếu cho bà Harris đó là nỗi lo sợ về làn sóng nhập cư trái phép vào Mỹ. Nhiều người cho biết công việc của họ bị cạnh tranh gay gắt bởi những lao động nhập cư không có giấy tờ. Họ sẵn sàng chấp nhận công việc với thù lao thấp hơn nhiều. Họ đã nghe được không ít lời phàn nàn từ khách hàng về chất lượng công trình do lao động nhập cư thi công. Do đó, cử tri trung thành của ông Trump tin rằng bà Harris đơn giản là không quan tâm đến người Mỹ. Nếu bà ấy được bầu, người dân Mỹ sẽ phải hối tiếc. Về vấn đề biên giới, nhập cư và giá cả hàng hóa là những nỗi sợ lớn nhất nếu bà Harris trở thành tổng thống. Ở chiều ngược lại, người ủng hộ bà Harris lo ngại về ông Trump. Họ cho biết rất nhiều người đứng về phía ứng cử viên Đảng Dân Chủ nhưng không dám nói ra, vì sợ những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump quấy rối. Họ lo ngại nhất về việc ông Trump thắng cử sẽ tiếp tục công kích quyền phá thai của phụ nữ và theo đuổi chương trình nghị sự cực đoan. Các cử tri nữ cho rằng không ai, đặc biệt là chính phủ, có thể kiểm soát những gì phụ nữ có thể làm với cơ thể mình. Nhiều người cũng lo lắng về kịch bản vụ bạo loạn hồi năm 2021 khi ông Trump không công nhận kết quả bầu cử. Với nhiều bệnh nhân sống nhờ các khoản trợ cấp xã hội, họ cho biết Phó Tổng thống Kamala Harris và Tổng thống Joe Biden đã nỗ lực để giảm chi phí thuốc kê đơn. Nhưng nếu cựu Tổng thống Trump đắc cử, họ sợ rằng ông sẽ thực sự áp dụng cái gọi là dự án 2025. Tài liệu gồm các đề xuất theo hướng bảo thủ bị chỉ trích được cực đoan do nhiều người soạn thảo liên quan đến cựu Tổng thống. Trong một diễn biến mới nhất liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, cơ quan an ninh Mỹ vừa chặn đứng một âm mưu ám sát nhằm vào ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Theo đó, cảnh sát Mỹ thông báo đã kịp thời phát hiện bắt giữ Van Miller, một cư dân Las Vegas 49 tuổi, tại một trạm kiểm soát bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện vận động tranh cử hôm 12 tháng 10 ở California, Mỹ. Miller bị bắt giữ với một khẩu súng ngắn sở hữu bất hợp pháp, một khẩu súng lục đã nạp đạn và một băng đạn dung lượng lớn. Miller đã xuất trình thẻ VIP và thẻ báo chí giả tại trạm kiểm soát. Người này được mô tả là người theo chủ nghĩa tự do cực đoan, tin rằng chính phủ không thể thực hiện quyền lực hợp pháp đối với họ. Ông Trump trước đó đã sống sót sau hai vụ ám sát trong 3 tháng qua. Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã yêu cầu lực lượng an ninh bảo vệ ông Trump với tiêu chuẩn bảo vệ tổng thống.